Một, cả nhà mình dọn tới nhà mới. Xin cảm ơn quý khách nhiều. Cảm ơn anh nhiều nha. Cuối cùng ngày này cũng tới rồi. Bây giờ mới được sống trong ngôi nhà mà em đã mơ ước từ lâu đó. Nè mẹ nó. Hả? Thằng cô Sinh nè. Dạ. Thì ma nữa. Tốt ghê ha, về nhà của mình rồi. Đúng là tốt quá rồi ha. Mà nè anh ơi. Vô thôi. Về đến nhà rồi đó đây. Chà, đúng là không đâu bằng về nhà. Mẹ em ơi, cho trà đi mẹ. Chưa được đâu. Hả? Bây giờ mà nằm lăn ra nghỉ ngơi thì nhà cửa phải dọn dẹp sao đây hả? Trời ơi, anh hối rồi, cũng tại em keo kiệt hết. Nếu em nhờ người dọn nhà làm hết luôn thì mình đỡ mệt rồi. Nhưng tiền đó ở đâu ra, anh có trả hay không? Hả? À thôi, mẹ nó bớt giận. Mới dọn tới nhà mới mà vợ chồng cãi nhau làm gì. Thôi được rồi, làm thôi xin ơi. Dạ. Nè, giác nè, khiên nè, giác nè. Không được rồi, không được rồi. Nếu mà làm như vậy thì dọn đến ngày mai cũng chưa xong nữa. Ê cha cha. Cái này bỏ ở ngăn kéo thứ ba phải không? Ừ. Nè. Mẹ ơi, con làm gì vậy? Hả? Con thì con hãy xếp mấy cái thùng rỗng kia cho mẹ đi. Yeah. Xong. Tiếp theo làm gì bây giờ ta? Chắc tới đây là xong rồi ha. Xin ơi, tháo cái thùng này ra cho mẹ. Trời đất ơi, mẹ kêu con tháo mấy cái thùng rỗng ra thôi mà. Dạ, thì con làm mấy cái thùng thành rỗng rồi tháo ra đó mẹ. Không phải như vậy đâu. Thôi, dù sao thằng cu Xin nó cũng muốn giúp mình thôi mà. Thôi cũng được, không bị hư là may rồi. Xin nè, mẹ cảm ơn con nha. Tốt, xong xuôi rồi, nghỉ tay một chút thôi. Em cũng muốn nghỉ lắm nhưng còn nhiều việc quá trời. Mấy cái đồ dùng nhà bếp này còn chưa xong nữa nè. Ha. Cô Xin ơi, đem mấy cái thùng ra trước nhà giùm mẹ đi con. Dạ. Hả? Không được, kéo như vậy sẽ làm rách hết đó. Con cầm từng cái đem đi giùm mẹ đi. Ê, không sao đâu, bà xã em lo quá trời. Không sao đâu mà mẹ. Sao em lại đánh anh vậy? Phải chờ lâu lắm ước mơ của em mới thành hiện thực. Bộ anh không thấy quý nhà mới của chúng ta hay sao? Có rồi, phải biết giữ cẩn thận. Phải giữ cho ngôi nhà được mới thiệt lâu chứ. Anh biết rồi mà. Thì giờ nhà mình cũng còn mới tinh mà. Phải chi mà mẹ cũng mới luôn thì tốt nữa ba hen. Đồng ý hai ta. Nè, cái tiếp theo anh đừng có lề mề nữa. Dạ. Ông xã, vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đó. Đem cái bàn ra chính giữa nè, rồi treo đồng hồ với lại linh lịch nữa. Anh nhớ đừng có kéo cái bàn ra nha, không thôi tấm thảm sẽ bị hư đó. Anh biết rồi. Ba ơi, sao ở trong cái nhà này con cảm thấy mình không còn là mình nữa luôn. Làm gì có, con chịu khó một chút đi. Bây giờ mình phải vất vả vì mới dọn tới nhà mới mà con. Rồi mẹ con sẽ trở về là mẹ con ngày xưa thôi. Mẹ ơi, treo chỗ này được không vậy? Ừ? Ê, khoan đợi đã. Hả? Anh định sẽ làm gì vậy? Trời ơi, vậy cũng hỏi nó đóng đinh chứ làm gì em. Để treo lịch đó mà. Anh mà làm vậy thì trên tường sẽ bị lủng một lỗ đó. Nếu anh muốn treo lịch thì phải làm như vậy nè. Làm như vậy thì anh nhìn nè. Ha. Còn cái này thì sao? Cái này thì làm như vậy nè. Làm như vậy đó. Không sao chứ.
không sao hết. Vậy mà cũng la người ta được nữa hả trời. Rồi, cái này ở đây, cái này thì treo ở đây. Ây, đã xong và đã hoàn toàn như cũ rồi. Chưa đâu mẹ ơi. Hả? Cuối cùng như vậy thì mới trở lại như cũ nè. Nhưng con cũng không cần phải trả lại như cũ đến như vậy đâu. Dọn dẹp đồ chơi mệt lắm á mẹ ơi. Không phải là tại con lười biếng hay sao? Trước tiên mình bắt đầu từ chỗ này ha. Đúng rồi, giữ cho ngôi nhà này được đẹp lâu dài. Bắt đầu từ ngày mai phải cố gắng dọn dẹp nha. Không biết kéo dài được bao lâu nữa. Anh nói cái gì đó? Khát nước quá, lấy cho ba cái gì uống đi con. Con lấy liền. À, hình như có hộp cà phê sữa phải không? À, có đây đợi. La la la. Con làm gì đó? Rớt cái búa kìa. Chạy sàn nhà cho con. Như vậy mới có cảm giác là nhà của mình chứ. Cúng con Bạch Tuyết lúc nào cũng ở bên mình. Nè, qua đây nè. Xin đâu xin kê. Đi mang qua đi. Tụi con nhanh không được làm dơ đâu đó. Nè nè, có chuyện gì vậy hả Bạch Tuyết của bà? Mẹ đã nói là không được rồi mà. Sao lại không nghe lời vậy? Nhà Nohara hôm nay sẽ quay trở lại thôi. Không sao đâu Bạch Tuyết à. Thằng bé Shin nó sẽ đến đón ngày mai thôi mà. Nó sẽ nói với mày là: Bạch Tuyết ơi, Bạch Tuyết, tao nhớ mày lắm đó, yên tâm ha. Sao mà tự nhiên á? Con thấy thiếu thiếu cái gì á mẹ ơi? Thiếu cái gì ta? Đồ ngốc, con đó. Con đã quên con Bạch Tuyết rồi phải không? Hả? Đúng rồi ha. Tao đã nói giống y như cô Shin mà. Bạch Tuyết ơi. Dạ, cảm ơn bà đã chăm sóc cho con Bạch Tuyết nhiều. Không có sao đâu, có gì đâu mà tụi con phải khách sáo chứ. Bây giờ cả nhà đông đủ như trước tốt rồi. Dạ phải, dù sao bà cũng đã giúp tụi con rất là nhiều. Bạch Tuyết ơi, tao nhớ mày dễ sợ luôn á. Một giây một phút đặt, tao cũng không thể nào quên được mày. Mày sao vậy Bạch Tuyết, hình như mày không được khỏe đúng không? Hay tại vì gửi cho bà giữ nó lâu quá. Chắc là Bạch Tuyết chia tay với bà cũng buồn lắm đó. Chắc là vậy, trả Bạch Tuyết lại bà cũng thấy buồn buồn. Tụi con ở ngay bên cạnh đây mà. Khi nào bà rảnh thì cứ qua chơi với Bạch Tuyết nha. Bà cũng định nói vậy đó. Nè Bạch Tuyết, hẹn gặp lại nha, bye bye. À ha, nhà của Bạch Tuyết là chỗ này á hả? Ừ, mày sao vậy Bạch Tuyết? Sao nhìn mày không vui chút nào hết vậy? Hả? Bạch Tuyết tới đây mau. Bạch Tuyết nhảy lên đây, mau lên. Hả, mày đã thật sự quên tao rồi hay sao chứ? Đúng là đồ lạnh nhạt mà. Từ bây giờ mỗi ngày con hãy chăm chỉ chăm sóc cho Bạch Tuyết, để nó không quên con nữa. Nếu con làm như vậy thì nó sẽ trở nên thân thiết với con như trước thôi. Bây giờ con đã hiểu rồi. Với mình hả, chuyện nhỏ, chuyện chăm sóc Bạch Tuyết mình sẽ làm hết. Sao hả Bạch Tuyết, có thích tao không? Hôm nay phục vụ cho mày thức ăn cho chó quá trời quá đất luôn á. À, tao sẽ chăm sóc cho mày mập ú ù luôn cho coi. Mày không thích thức ăn cho chó này hả?
Biết rồi, chắc là bà mới vừa cho mày ăn cơm, cho nên mày không cảm thấy đói gì hết đúng không? Thôi được rồi, bây giờ đi dạo đi. Đi dạo, đi dạo, đi dạo là đi dạo. Đi dạo, đi dạo, đi dạo, đi dạo. Nghe mà nè, hình như đi dạo với tao á, mày thấy vui quá trời luôn á, đúng không hả Bạch Tuyết? Ngay cả tao còn thấy vui nữa mà. Lâu lắm rồi mày mới đi dạo á Bạch Tuyết ha. Lâu rồi tụi mày mới đi dạo như vậy, cũng vui quá trời. Sao hả? Mày nhớ ra tao hay chưa vậy? Tao đổi món này mày thích nè. Mày ăn hết tất cả luôn cũng được nữa. Ờ ha, nước cũng có đầy luôn nè. Làm cái gì vậy hả Cú Sen? Con định hôm nay cho Bạch Tuyết ngủ cùng với con á mẹ, được không? Con không thấy Bạch Tuyết nó đang khó chịu hay sao? Hết cách rồi. Vậy thì hôm nay con sẽ ngủ cùng với nó ở trong này luôn. Đừng có nói chuyện ngốc nghếch như vậy chứ. Nhưng mà con muốn chăm sóc Bạch Tuyết cẩn thận mà, sao mẹ lại không cho chứ? Mẹ nói không được là không được. Đúng là bó tay luôn á. Tao sẽ đem cho mày hết mấy thứ quan trọng đối với tao luôn nè. Mày cứ giữ đi nha. Gấu bông nè, siêu nhân nè, quần tao nữa nè. Mày cứ coi như cái này là tao đi nha. Ngày mai tao sẽ dậy thiệt sớm, dẫn mày đi bộ tới chán thì thôi. Được không vậy? Hả? Bạch Tuyết ơi, chắc là mày không tin tao chứ gì. Tao nói thiệt đó, lúc cần làm là tao sẽ làm á. Nếu tao nói tao làm thì tao sẽ làm, nhất định sẽ làm, dù thế nào đi nữa cũng phải làm. Chắc luôn á. Mà nè, tao sẽ chăm sóc cho mày thiệt kỹ, cho tới khi nào mày nhớ ra tao thì tao mới dừng lại. Nè Bạch Tuyết ơi, mày ngủ ngon đi nha. Mày cũng đã nhớ ra tao rồi. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Tao cứ tưởng là mày sẽ quên tao luôn rồi chứ. Làm gì vậy con? Đi ngủ sớm đi. Dạ, dạ, con vô liền. Cuộc sống ở ngôi nhà mới. Buổi sáng ngày thứ hai, sau khi dọn đến từ chung cư. À, đúng rồi, mình không phải đang ở chung cư, mình đang ở nhà mới của mình mà. Cái gì vậy, nhìn kìa,
Thì mà nó chơi có một mình kìa. Hay quá, nó tháo tung cái đồng hồ báo thức luôn rồi. Hư quá đi. Ai cho con làm hư cái đồng hồ báo thức của mẹ vậy hả? Mà bây giờ mấy giờ rồi? Tiêu rồi. Anh ơi mau dậy đi, trễ giờ rồi. Ông trời bị làm sao hả? Không phải ông trời, trễ giờ rồi, trễ giờ rồi. Dậy đi, đừng có ngủ nữa, mau dậy đi. Chết tiêu rồi, sáng nay anh có một cuộc họp rất là quan trọng. Trời ơi. Cô Sen à, con cũng mau dậy lẹ đi. Xe buýt của nhà trẻ sẽ đến liền bây giờ. Ông mẹ nó, nhanh như lên. Vậy được chưa? Anh ơi, như vậy là như thế nào hả? Anh dậy nè, anh dậy nè. Cái gì? Bộ anh tính làm trò bắt chước Ichiki Hiroshi hả? Trời ngốc quá, nếu được việc thì bắt chước một chút cũng đâu có làm sao đâu. Nhảy lên nóc nhà bắt con gà mà con. Mà cái này lại khác à, nó là Sakura Kinzo. Nếu nói tới Sakura Kinzo thì phải là Ago Isamu Agokin. Nói người ta bắt chước Ichiki thì cũng phải là Suzuki Suikichi. À một người nữa là Handasu là ai vậy? Em không biết, nhìn nè, Shinosuke, Shinosuke. Biết rồi, làm như vậy nè. Tụi từng học thôi, như vậy. Micro hả? Không phải là Micro, mà cũng không phải là Makumaki, mà là, ủa mà dao cạo râu của anh đâu mất rồi? À, dao cạo hả? Em cũng không biết, còn đầy nhóc cái thùng chưa mở kìa. Vậy còn cái độ hớt tóc của anh đâu? À, cái đó thì chắc chắn em bỏ chung thùng với dao cạo đó. Ờ, vậy hả? Để anh coi thử. Trời ơi, mà em nói vậy cũng như không, không biết cái nào ở đâu hết. À, em biết rồi, người sau Handasu là Kobayashi. Mình phải cảm ơn Kobayashi nữa chứ. Rồi, Kobayashi, rồi, tốt quá, nhớ rồi. Nhân tiện nhớ giùm anh cái dao cạo râu ở chỗ nào đi, khổ quá. Dậy đi, cô Shin, dậy đi, Shinosuke. Con chào mẹ. Dậy đi. Cái gì vậy nè? Chèm nhẹp mà. Không còn chút sức lực nào hết. Bị ngốc hết linh hồn rồi. Không biết bắt đầu từ đâu luôn. Mẹ ơi. Con sao vậy hả? Toilet không có cửa, con thấy khó chịu quá, làm sao bây giờ? Nè, toilet ở đây nè. Mình đâu có còn ở chung cư nữa đâu con. Đây nè, vô đi. Thằng quỷ con, mẹ hung yêu con vậy mà lại. Ôi, anh ơi, tìm thấy chưa? Chưa nữa. Hi ba, đừng có nghịch nữa con. Anh ơi, có dao cạo rồi nè. Mừng quá, anh bỏ cuộc rồi, tính xài đỡ cái bàn mài đó chứ. Trời ơi. Wow, có cánh tay Kantami ở đây rồi nè. Cái thứ gì cũng được, đi thay đồ nhanh lên đi. Dạ. Trời đất ơi, Hima, con lại nghịch nữa rồi. Bà xã ơi, cái áo sơ mi đâu rồi? Không phải, anh đang cầm hay sao? Cái này anh mặc hai bữa rồi, áo mới giặt đâu em. Em không biết, chắc nằm đâu đó trong cái thùng. Nói gì nói hôm nay anh phải mặc cái áo đó thôi. Trời ơi, anh không giỡn đâu ngang. Áo này không mặc được, đưa áo mới cho anh đi. Chắc bánh mì ăn được rồi. Lò nướng đâu rồi ta? Nè bà xã, cà vạt của anh đâu? Em không biết, bộ nó không ở cùng với sơ mi sao? Suốt nãy giờ cứ nói không biết. Vậy mà cũng là bà nội trợ. Tôi đã nghe rồi, nhưng mà anh có biết cái lò nướng ở đâu không? Anh cũng không biết. Cái lò nướng ở đâu cũng không biết. Vậy mà cũng đòi trụ cột gia đình đó. Chuyện gì xảy ra vậy nè trời? Nhìn nè, siêu nhân của con nè. Hay quá, con của mẹ làm giỏi. Trời quá. Ơi, con của ba giỏi ghê á. Quấn đẹp quá trời quá đất ha. Ôi trời, cà vạt của ba mà. Nè, thay đồ nhanh lên đi. Bà xã, nhăn nhúm hết trơn rồi, ủi lại giùm anh cái. Không biết, kiếm đồ nướng trước đi. Hay ủi đem nhăn trên mặt của mẹ trước khi ủi cà vạt đi ba. Nói chi cho bị quánh. Hả, con nhớ ra cái lò nướng nằm ở đâu rồi nè. Ở đâu? Đâu kia kìa. Trời ơi, sao lại làm lạnh nó vậy nè? Con nghĩ nó nóng nhanh giống y như là mẹ vậy đó. Nên con thỉnh thoảng phải cho nó trở nên mát mẻ dễ chịu giống như là con đây nè. Bà xã, cho anh hỏi cái này. Em có biết cái đồng hồ đeo tay của anh ở đâu không vậy? Em không biết đâu. Anh hãy tự lo cho bản thân của mình đi. Ngộ thiệt, tối qua anh tháo ra lúc tắm mà. Chắc chắn anh để ở trong ngăn kéo, sao kỳ vậy ta? Cái đồng hồ đeo tay của ba hả? Con biết nè. Hả? Cô Shin nè, con giỏi quá. Ở đâu vậy hả con? Con nghĩ là nó đang nằm chung với đồ ăn sáng rồi thì phải á. Nhìn trên đây nè. Nè. Trời ơi, nóng.
Lúc đầu con nghĩ nếu bỏ vào tủ lạnh làm lạnh rồi đeo vào tay thì cảm giác sướng lắm cho coi. Nhưng mà con đã thay đổi kế hoạch, thử cảm giác làm cho nó nóng lên rồi đeo vô tay thử coi nó ra làm sao á ba. Cái gì? Làm nóng hả? Con làm nóng nó lên nó hư rồi còn gì nữa trời ơi. Con cũng nghĩ y hệt vậy. Đây, bánh mì nè anh. Đến giờ rồi mà. Còn khoảng 5 phút nữa không sao đâu. Cảm ơn em. Trời ơi, dở quá. Cặp tác của anh nè. Anh, đi cẩn thận nha. Cũng lâu rồi ha. Hả? Lâu rồi, em không có tiễn anh từ nhà của chúng ta như vậy. Anh đi ngang bà xã. Tuyệt vời quá. Gia đình đúng là nơi bình yên nhất đó ngang. Được rồi, cố lên, hôm nay phải cố gắng mới được. Lộn công ty ở hướng này. Trời ơi, trễ giờ rồi mà còn lộn. Đã quá. Chết rồi, xe bánh đến nhà trẻ sắp đến rồi. Cô Sen ơi, con đang làm gì vậy? Trễ giờ rồi đó. Con khủng long của con, mẹ cất nó ở đâu rồi? Ở nhà trẻ không cần cái đó đâu. Mau thay quần áo, đánh răng rồi lên ăn bánh mì nữa đó. Sao kỳ quá vậy ta? Trời ơi, cuối cùng cũng kịp giờ. Cô Yumi ơi, nhờ cô photo tài liệu giùm tôi nha. Dạ. Cái này anh Nohara cầm cái gì vậy? Không có cái đó. Sao tự nhiên có con khủng long này vậy ta?